An xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. An xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua đã theo dõi và yêu thương cái kênh YouTube của an. Hôm nay thì an xin tiếp tục trả lời câu hỏi của mọi người về thiền về Pasana nha. Đây sẽ là cái video thứ hai trong cái chuỗi video à, chia sẻ cái kinh nghiệm thiền về Pasana với cương vị là một người học viên. Thì nếu như mọi người chưa xem cái video đầu tiên thiền về Pasana phần 1 thì An sẽ để cái đường dẫn ở dưới phần mô tả mọi người xem để tham khảo nha trong cái video thiền Vipassana phát phần 1 thì ở dưới cái phần bình luận có một số cô chú anh chị đã hỏi an những cái câu hỏi mà hôm nay an sẽ trả lời nha trước khi mà mình vào vấn đề đó thì an cũng xin đính chính một chút xíu đó là những cái chia sẻ của an thì an chia sẻ với cái cương vị là một người học viên đã học được hai khóa mỗi khóa là 10 ngày tu thiền về và an đã quay lại để mà quay lại lần thứ ba để mà à, tình nguyện cho một cái khóa khác à, ngắn hạn trong vòng 3 ngày thì à, so với lại những cô chú anh chị mà đã thiền về pasana lâu năm thì chắc chắn là cái kinh nghiệm của an đã không bằng rồi nhưng mà an nghĩ trong cái vị trí của an vì an là cái người mới học à, thực ra so với những cô chú anh chị đi trước thì mình cũng còn mới đã nghĩ là cái cách mà diễn đạt của an thì nó vẫn gần hơn với lại uh, quý cô chú anh chị mà chưa có thiền về Pashana bao giờ để ra có những cái uh, nó nhỏ xíu thôi nhưng mà an để ý là vì với uh, thông qua cái con mắt của một cái người mà uh, vẫn còn mới trong cái bộ môn thiền này trong cái phần mà chia sẻ của an đấy nhưng mà mọi người thấy là có những cái mà an nói chưa đúng hay là chưa đủ thì xin mọi người để lại dưới phần bình luận nha để mình cùng uh, cập nhật và mình học tập với nhau nha mọi người rồi bây giờ thì mình sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất mọi người ha câu hỏi thứ nhất là xin cho hỏi sau 10 ngày tu thiền khi ra khỏi thiền đường để quay về với cuộc sống hàng ngày đối mặt với công việc gia đình thì tâm của chị còn giữ được bình an như khi trong thiền đường hay không để trả lời câu hỏi này một cái cách mà thành thật nhất thì câu trả lời của an là không rất là khó mọi người ơi khi mà an quay lại cuộc sống hàng ngày đi làm rồi về nhà rồi ra ngoài nói chung là mình trở lại cái cuộc sống bình thường của mình á thì rất là khó để mà mình giữ cái tâm của mình cho nó uh, bình an nhưng mà sau, sau cái khóa thiền á thì ít nhất ăn cảm thấy là mình cũng đã có một cái à, kiến thức nhất định Ví dụ như những lúc mà ăn biết là cái tâm của mình nó sân si hoặc là mình nóng tánh hoặc là có những cái chuyện gì xảy ra mà nó làm cho mình cảm thấy buồn bực à, và mình phản ứng theo cái cái cách mà mình đã thường quen mình phản ứng mình nói lại hay là mình hành xử theo cái hướng mà mà mình đã quen từ trước tới giờ á trong những ngày mà thiền về Vipassana đó có những lúc trong khi thiền á, mình bị phân tâm thì ở trong lớp thiền á, thầy sẽ chỉ cho mình cái cách mà mình đưa cái tâm trí của mình quay về lại cái trọng tâm đó chính là mình chú ý vào cái hơi thở của mình thôi thì đó cũng là một cái cách để mình đưa cái tâm sao nhãn của mình trong lúc thiền quay trở về cái cái hơi thở của mình và khi mình làm như vậy á, thì những cái à, cảm xúc khác á nó lắng xuống chứ nó không có làm phiền mình nữa đây là một trong những cái cách thức mà nó nó tách mình ra khỏi những cái cảm xúc nhất thời và tiêu cực để mà nó làm cho mình tập trung vào cái hơi thở à, thì em muốn chia sẻ là thì em muốn chia sẻ như vậy nhưng mà trả lời thật với quý cô chú anh chị và các bạn là không rất là khó mọi người à, khi mà trước khi mà rời khỏi cái trung tâm thiền á thì các thầy và các cô cũng có khuyên là mỗi buổi sáng á là mình nên thiền một tiếng đồng hồ và tới tối á, trước khi đi ngủ á là mình thiền một tiếng đồng hồ nữa có nghĩa là sáng một tiếng tối một tiếng một ngày á là mình phải thiền hai tiếng cái đó là cái mà thầy cô khuyên nhủ thôi nhưng mà có một khoảng thời gian sau khi mà rời khỏi cái uh, trung tâm thiền á thì An cũng có thiền buổi sáng và thiền buổi tối. Nhưng mà sau đó đó, một phần á là vì thực ra nói bận rộn thì cũng <laughs> cũng cũng không có phải cũng cũng không phải là nói thật, thực ra là lười biếng mọi người. Có nghĩa là mình mình chưa có xiên tới cái mức mà mình thức dậy buổi sáng rồi mình thiền một tiếng và buổi tối rồi mình thiền một tiếng nữa. Có thể là mình mình nghĩ ra nhiều cái cớ là ồ, mình bận rộn chỗ này mình bận rộn chỗ kia rồi mình không có thời gian rồi toàn là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà mình phải lo mình không có thời gian mà mình ngồi xuống mà mình thiền một tiếng đồng hồ buổi sáng một, một tiếng đồng hồ buổi tối được nhưng mà nếu như an nghĩ nếu như mà các học viên khác á, chăm chỉ và có tính kỷ luật á, thì mọi người có thể giữ được cái nếp đó và có thể là vì cái hai tiếng đồng hồ mà mình bỏ ra mình thiền một ngày á, nó sẽ giúp cho mọi người giữ cái tâm bình an, nó không có tính chất tuyệt đối nhưng mà ít nhất là nó cũng giúp được một phần nào đó khiến cho mình giữ được cái tâm bình an. Còn còn nếu như mà à, không được á, thì ít nhất học viên à, sau khi đã tốt nghiệp cái khóa tu thì thì họ cũng có một số kiến thức nhất định mà họ có thể thực hành chẳng hạn như khi mà mình sao nhãn mình có thể mình mình biết cách để mà mình đưa cái tâm trí của mình trở lại với cái hơi thở của mình hít vào thở ra hít vào thở ra thì đó là một cái cách để mà mình tách mình ra khỏi những cái cảm xúc tiêu cực nhất thời thì an chia sẻ với mọi người như vậy nha hy vọng là an trả lời câu hỏi của uh, của cô hay của chú nếu uh, nếu như mà cô chú có có muốn uh, hỏi thêm hoặc là có muốn đào sâu vào cái uh, cái kinh nghiệm sau sau khi mà mình tốt nghiệp cái khóa thiền này hoặc là uh, có những cái thắc mắc gì khác thì xin cô chú uh, để lại một cái comment câu... uh, để lại cho em một cái câu hỏi khác ở dưới cái phần bình luận trong cái video lần này nữa nha rồi tiếp theo là cái câu thứ hai câu thứ hai của mình nha ngày 7 8 9 10 khi bạn ngồi thiền sẽ có cảm xúc nào xảy ra à, cảm ơn à, cảm ơn quý cô chú anh chị đã hỏi câu này nha đây là một cái câu hỏi rất là hay à, vì ở trong cái video trước là an cũng quên trả lời an chỉ trả lời tới ngày thứ năm thôi ai mà trải qua được ngày thứ năm thì anh nghĩ là ngày sáu bảy tám chín mười sao không có khó quá lắm đâu là vì những cái ngày sau ngày thứ năm á mình đã quen được với cái nếp uh, thứ nhất là cái sự im lặng chung quanh mình thứ hai là những cái cảm xúc mà nó quấy rối mình trong trong cái lúc mà mình thiền định á thì uh, mình cũng đã vượt qua rồi mình đã vượt qua được ngày thứ năm rồi nên ngày thứ sáu bảy tám chín mười tương đối dễ và ngày 6, 7, 8, 9, 10 nó nặng về tính chất um, thực hành, lý thuyết là tại vì họ sẽ có những cái lý thuyết mà thầy sẽ dạy cho mình trong cái ngày 6, 7, 8, 9, 10 vì em học cái khóa thiền này ở Mỹ uh, thì họ uh, chỉ dạy bằng tiếng Anh thành ra ăn không biết cái an không an không dám dịch sang tiếng việt tại vì an sợ dịch là nó sẽ bị bị sai à, có thể là sau này khi mà an tham gia một cái khóa thiền ở việt nam thì an sẽ à, có khả năng là an diễn diễn tả cái à, cái lý thuyết một cái cách nó chính xác hơn còn bây giờ thì an chỉ có thể nói là trong ngày sáu bảy tám chín mười thầy sẽ chỉ cho mình một cái cách mà mình tập trung vào những cái Uhm, dịch sát nghĩa nhất nha mọi người những cái luồng điện mà nó chạy ở trong người của mình chẳng hạn như mình cảm giác nó ở trên đầu là một nè mình cảm giác nó ở mũi là hai nè rồi mình cảm giác tất cả những cái luồng điện nó nó chạy ở trong người của mình và nó chạy tứ lung tung hết trơn có nghĩa là là từ đầu xuống dưới chân rồi từ tay trái sang tay phải à, tới ngày thứ sáu thứ bảy á thì thầy sẽ dạy cái khái niệm đó có nghĩa là mình phải cảm nhận được là ở trong cái cơ thể của mình có những cái uh, có những cái sự sống mà nó diễn ra. Thì theo mà mình giải thích, An theo theo cái này theo An giải thích cho nó sát nghĩa nhất á là những cái luồng điện ha. Rồi tới ngày 8 9 10 sau khi mình đã quen với cái sự tồn tại của những cái luồng điện này ở trong người mình rồi thì mình sẽ có cách để mà mình điều khiển những cái luồng điện nó nó chạy từ trên đầu xuống dưới chân từ trái sang phải chạy tứ lung tung ở trong người. đó à, Mọi người cho an <laughs> thời gian à, nếu như mà an có cơ hội an à, tu một cái khóa 10 ngày ở Việt Nam và an nghe các thầy à, và các cô giải thích bằng tiếng Việt thì an sẽ có khả năng à, an diễn tả bằng tiếng Việt nó sát nghĩa hơn nha mọi người còn những cái mà An mới nói cách đây 2 phút á thì mọi người nghe tham khảo thôi nha, vì cái đó là An dịch theo cái cách hiểu của An từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có thể là không đúng. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn nào mà có thể dịch sát nghĩa hơn hay là thấy là An à, An diễn tả sai hay là chưa đủ thì mọi người nhớ nói cho An biết để cái bình luận của mọi người ở trong phần bình luận nha, để cho tất cả chúng ta có thể học tập lẫn nhau nha mọi người. Rồi bây giờ Câu hỏi tiếp theo là không thấy cô An nói rõ về thân và tâm lúc hành thiền phải như thế nào và khi gặp chướng ngại thì phải xử lý ra sao. Ngoài ra xin hỏi thiền về pasana và thiền chánh niệm có gì khác nhau hay hai thứ là một? Xin cảm ơn. À, An xin cảm ơn câu hỏi này của uh, của chú hay là của cô. Cái câu hỏi này thì nó có hai phần thì An xin trả lời phần thứ nhất. À, anh không dám trả lời phần thứ hai có nghĩa là câu ngoài ra xin hỏi thiền về Pasana và thiền chánh niệm có gì khác nhau hay hai thứ là một là vì em cảm thấy mình không có đủ kiến thức và kinh nghiệm à, về thiền định à, có nghĩa là từ trước tới giờ em chỉ biết là mình lên trên mạng mình lên trên YouTube rồi mình nghe những cái uh, thước viên của những uh, những vị mà dạy cho mình thiền định chẳng hạn như là ông, Uh, Wayne Dyer là một là một nhà thiền định rất là nổi tiếng ở Mỹ. Ông đã qua đời rồi, nhưng mà những cái thước phim hoặc là những cái uh, những cái mà ông đã thu cái giọng nói của ông lại để mà chỉ mình cái cách thiền định á, thì an chỉ học qua uh, nghe ở trên YouTube nghe những cái thước phim đó thôi của ông và những người khác nữa. Chứ an không có học qua một cái trường lớp hoặc là không có uh, được đào tạo bài bản bởi một vị sư phụ nào cả thành ra an không có được cái sự tự tin an không có dám mà an à, so sánh à, cái này là như thế này cái kia là như thế kia thậm chí cái khóa thiền về pasana cho dù với một cái cương vị là một người đã học hai khóa mỗi khóa là 10 ngày rồi thì an cũng chưa có dám chắc là những cái mà mình chia sẻ là nó chính xác một phần trăm vì thầy có thể dạy À, một thầy dạy là một chuyện nhưng mà cái duyên của mình 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 lãnh mình lãnh hội được bao nhiêu à, tùy theo cái kinh nghiệm của mình cái duyên của mình cái kiến thức của mình và cái kinh nghiệm sống của mình đó mọi người mỗi người thì mình à, ừ, cái à, cái tầng à, nhân sinh quan của mình nó khác nhau đúng không thí dụ như một một cô hay là một chú mà uh, có căn hoặc là đã trải nghiệm thiền định uh, 30 năm Thì chắc chắn là họ sẽ có cái cách nói và cái cách hiểu về thiền định uh, Cùng với cái kiến thức và kinh nghiệm sống của những cô chú này uh, Sẽ khác một em mà có chừng 20 tuổi hoặc là 30 tuổi, mươi mấy tuổi giống như An Giải thích về thiền định trong khi cái kiến thức À, và cái đào tạo bài bản của mình thì chưa có. Ra An xin không trả lời câu hỏi này nha mọi người. Nhưng mà An có thể trả lời câu hỏi của quý cô chú. Cái phần thứ nhất đó là à, không thấy cô An nói rõ về thân và tâm lúc hành thiền à, phải như thế nào. Thì ở trong cái lớp mà à, mà thầy dạy mà An đã à, tham gia đó, thì thân và tâm lúc hành thiền á, à, nói về Vipassana thôi ha thì em có thể cho mọi người hai cái ví dụ. Đó là trong cái ngày thứ 6 7 8 9 10 á, thân và tâm của mình á khi mà nó đã trải qua được cái thử thách 5 ngày đầu tiên mà mình phải rũ bỏ hết tất cả những cái sao nhãn mà nó gây ra bởi những cái cảm xúc của mình, chưa hẳn là cảm xúc tiêu cực nha mọi người, chẳng qua nó chỉ là những cái cảm xúc thoáng qua mà khi mà tâm trí mình bị sao nhãn vì mình chưa có quen ngồi trong một cái khoảng thời gian mà nó quá lâu ngồi từ sáng tới tối cứ thiền 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 à, thiền tiếp tục tiếp tục tiếp tục như vậy thì ngày sáu bảy tám chín á thì sau khi mà mọi người đã có được một cái lý thuyết của thầy giảng và thầy chỉ là thực hành như thế nào rồi á, thì cái tâm của mình nó sẽ bình hơn nó bình hơn còn cái thân của mình lúc đó đó thì thì trong lúc thiền thì mình ngồi chắc chắn là mình ngồi phải ngồi im rồi tới ngày sáu ngày bảy ngày tám ngày chín ngày mười á thì an đã bớt tê chân rồi mọi người cứ mấy ngày đầu là ăn chịu không nổi đâu cứ ngồi 15 phút là ăn phải quay qua bên trái xong <laughs> rồi cái 15 phút sau ăn quay qua bên phải cứ đổi chân qua đổi chân lại như vậy xếp bằng rồi nhiều khi tê quá không chịu nổi thì mình lại phải bỏ cái chân ra à, phải nói là cái cơ thể của mình nó phản ánh chính xác cái tâm trí của mình lúc đó có nghĩa là nó sân si ra một cái cách nhất định vừa cảm thấy mình phải lúc lắc vừa cảm thấy là không biết là mọi người chung quanh đang nghĩ gì nhiều khi ăn đang thiền mà ăn nhìn qua cái chị bên tay phải coi chị đang làm gì rồi nhìn tới cái cô trước mặt của mình coi cổ đang làm gì bạn nhìn không biết cái người phía đằng sau của mình đang làm gì ví dụ như có một người nào đó mà cứ nhúc nhích nhúc nhích là mình cũng để ý ha cho dù á là thầy và cô ngồi ở trên quay mặt để nhìn nguyên cả lớp á ha thì bao giờ thầy với cô cũng nhìn chung quanh coi có ai không không có nhắm mắt không tại vì trong cái lúc thiền á là mình phải nhắm mắt và mình cứ nhắm mắt xuống như vậy thôi nhưng mà những cái ngày đầu á thì an không có nhắm mắt được vừa mình ngồi nhúc nhích mà mình rất là khó chịu, à, nhiều khi mà khó chịu tới mức mà mình muốn đứng lên mình đi ra khỏi lớp luôn á, là tại vì mình không có quen ngồi lâu như vậy, rồi thí dụ như mà ngồi một hồi chán rồi cái mình cứ mở mắt ra như vậy nè mình coi cái cô cái bên cô đang làm cái gì, rồi mình coi bên kia người đang làm gì rồi nhiều khi mình mở mắt ra mình coi thầy có đang mở mắt hay không, <laughs> đó. thì à, cái ngày sáu bảy tám chín mười á thì cái chuyện đó nó đã hết xảy ra rồi mọi người bắt đầu 6, về 8 9 10 là mình tập trung rất tập trung vào bản thân vì thứ nhất là mình đã được thầy dạy cái cái cách thức là khi mà mình gặp sao nhãn trong cái quá trình hành thiền á thì mình biết đưa cái tâm mình quay trở lại ở chính giữa tiếng 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 anh là center có nghĩa là mình đưa cái tâm của mình lại chính giữa mình không để ý hết mình không để ý tới những cái cảm xúc ở chung quanh mình nữa Mình không quan tâm ở chung quanh mình ai đang làm gì Mình không có nhu cầu nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải Rồi mình nhìn lên trên thầy coi thầy có đang nhắm mắt hay không à, Ngày sau vậy 8, 9, 10 là không còn cái đó nữa à, Thứ nhất là vì mình đã quen rồi ha Thứ hai đó, là mình đã được dạy cái cách à, Cái lý thuyết và cái thực hành một cái cách bài bản nhất có thể nói với với mọi người à, như vậy có nghĩa là từ ngày một cho tới ngày năm đó, đó là cái quá trình sàng lọc thử coi ai có thể ở lại và tới ngày sáu là cái kiến thức mới bắt đầu được truyền tải từ thầy sang mình À có một cái anh muốn chia sẻ nữa đó là um, thầy thầy là những người uh, uh, giúp những người trả lời các câu hỏi cho mình nhưng mà cái bộ môn về này á là được dạy bởi thầy cô Anca, thầy đã mất cũng lâu rồi thì mỗi buổi tối ngày xưa khi mà thầy còn sống thì những cái trung tâm thiền của thầy khi mọi người tới thiền thì ban đêm là thầy sẽ giảng đạo mọi người sẽ ngồi lại chung quanh thầy và thầy sẽ giảng cho mình thầy vừa giảng giảng đạo là một nè giảng cái cách thức hành thiền là hai nè rồi thầy thầy nói về những cái khó khăn mà mình sẽ gặp trong cái lúc hành thiền và nói chung là thầy thầy nói chuyện um, như là như là giống như là quý uh, quý cô chú anh chị và các bạn uh, quý phật tử mà mình ngồi uh, chung quanh thầy pháp hòa hay thầy minh niệm mà mình nghe các thầy giảng vậy đó cũng hay trang vậy đó um, thì mỗi buổi tối á ở những cái trung tâm thiền về pasana hiện tại bây giờ đó vì thầy cô anka thầy đã qua đời rất lâu rồi thì ở những cái trung tâm thiền á từ 8 giờ tối cho tới 9 giờ tối thì mỗi ngày như vậy, mỗi đêm như vậy, sau một cái ngày dài thật là dài mà mình đã thiền định thì học viên mình sẽ quay quần ở trong cái cái uh, uh, cái phòng chung và những cái video cũ ngày xưa mà của thầy cô Enka khi thầy còn sống á sẽ được bật lên và mọi người ngồi ngồi xếp bằng và mình nhìn lên cái tivi và mình nghe thầy giảng giống như là cái hồi thầy còn sống vậy. Thì mỗi ngày như vậy là thầy sẽ giảng từ 8 giờ tối cho tới, tới 9 giờ tối. Mình coi à, những cái thước phim cũ của thầy. Thì những cái lời thầy giảng á, nó sẽ theo sát mình trong cái quá trình mình thiền. Thí dụ như cái ngày thứ nhất là thầy biết mình gặp khó khăn là cái gì. Thầy sẽ nói chính xác. cái à, Thầy theo sát cái quá trình của mình ngày thứ nhất là mình cần biết cái gì cái kiến thức gì mà mình cần phải uh, phải lưu ý và cái cách thực hành nó là như thế nào và thầy sẽ đề cập tới những cái khó khăn vì thầy dạy qua biết bao nhiêu là lớp học sinh rồi chắc chắn là thầy biết cái ngày thứ nhất mình gặp khó khăn gì ngày thứ hai mình gặp khó khăn gì ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày tám ngày chín thì thì những cái um, um, kiến thức chẳng hạn như là uh, mình cảm giác mình uh, mình phiêu được cái nguồn điện ở trong người mình ở trên mũi mình ở trên đỉnh đầu của mình ở mắt tai mũi miệng rồi nó chạy cầm lum tà la thì những cái kiến thức này á ở ngày 6 là thầy bắt đầu đề cập rồi thì từ ngày 6 cho tới ngày tối ngày thứ 9 á có nghĩa là sau khi mà mọi người đã trải qua cái quá trình sàng lọc từ ngày 1 tới ngày 5 á sàng lọc theo kiểu có nghĩa là ai cần bỏ về thì cũng đã bỏ về rồi ai mà cần giải quyết những cái cảm xúc của mình trong năm ngày đầu thì cũng đã vượt qua được cái thử thách đó rồi thì tới ngày thứ sáu là bắt đầu 8 giờ tối chứ tính tới 9 giờ tối của ngày của đêm thứ sáu á, là thầy bắt đầu dạy vào cái kiến thức mà mà mình cần phải biết để mà mình có thể điều khiển được những cái luồng điện ở trong người của mình ha à, thì không biết là ở Việt Nam chắc chắn là 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 sẽ như vậy rồi À, thôi mọi người cho an um, một cái uh, khoảng thời gian nhất định ha hy vọng là an có duyên an sẽ được thiền ở Việt Nam 10 ngày à, thì sau khi thiền xong rồi thì an sẽ quay lại và an chia sẻ với mọi người cái thông tin như thế nào nha rồi bây giờ an trả lời cái câu hỏi tiếp theo nha mọi người bạn đang ở Việt Nam hay ở đâu có thể chia sẻ cho mình biết đặt điểm để đăng ký cho khóa thiền 10 ngày được không ạ? À, và nếu mình đăng ký có thể trong thời gian bao lâu để đi và chi phí cho khóa tu thiền là bao nhiêu? Mong bạn chia sẻ. Cảm ơn bạn rất nhiều. À, à cảm ơn một cái câu hỏi rất là hay nữa nha. Vì à, thực ra quý cô chú anh chị đã hỏi trúng cái mà an đã quên nói ở cái video đầu tiên. À, an nhắc mọi người ở video đầu tiên về hatha thiền. Chia sẻ kinh nghiệm về Pasana Thiền Phật 1 Anh để cái đường dẫn ở trong cái phần mô tả dưới nha mọi người Anh hy vọng là à, mọi người nhím chút thời gian đó như mọi người chưa xem cái video đó Mọi người có thể click vào cái link đó và xem cái video đó nha mọi người ha Thì để trả lời cái câu hỏi này Thì an xin thị phạm với mọi người à, Ở trên điện thoại luôn ha Để cho nó dễ à, Thì à, trước khi mà ăn thị phạm với mọi người ở trên cái điện thoại và mọi người ai mà có điện thoại thông minh á thì đều có thể làm được ha mọi người có thể làm theo an em sẽ quay cái màn hình của mình lại từng bước từng bước từng bước luôn để cho mọi người có thể làm à, theo an và mình à, mình có thể truy cập vào cái trang website đó để mà mình tìm hiểu thêm về những cái khóa thiền ở việt nam nha và để trả lời cho câu hỏi của à, quý cô chú thì hiện tại an đã ở việt nam rồi anh về việt nam cũng hơn một tuần nay rồi <laughs> À, bây giờ thì à, cũng đã quen với lại giờ giấc của Việt Nam rồi và có một cái rất là ngạc nhiên à, đó là à, thiền Pasana ở Việt Nam á thì cái trung tâm thiền gần mình nhất là Thủ Đức và đó cũng chính là cái quê quán của An à, An sinh ra và An lớn lên ở Thủ Đức ha. Hồi trước thì là huyện à, Thủ Đức còn bây giờ thì là thành phố Thủ Đức thì cái thì cái trung tâm thiền gần nhất ở Sài Gòn chính là ở Thủ Đức. À, một hồi nữa mình sẽ coi ở trên cái màn hình của An quay lại cho mọi người xem ha. Bây giờ á thì An xin trả lời cái câu hỏi thứ hai à, trong cái chuỗi câu hỏi của quý cô chú đó là và nếu mình đăng ký có thể trong thời gian bao lâu để đi? Cái này ở Việt Nam thì An không chắc nhưng ở Mỹ thì An có thể trả lời ngắn gọn đó là à, tùy nữa mọi người vì có thể cái lúc mà đăng ký nó quá trẻ rồi à, cái à, cái chương trình đó đã có đủ học viên rồi thành ra sẽ không nhận thêm à, cái lúc mà mình đăng ký á, thì có thể là mình nên đăng ký nó xa xa ra chút xíu chẳng hạn như là mình đăng ký à, à, có chừng hai tháng ê, à, em nói em nói nhầm hai tuần cho tới 3 tuần để cho à, cho ở cái trung tâm thiền Vipassana họ có thể sắp xếp được có thể là họ chưa đủ học viên họ sẽ nhận mình còn nếu như mà ở những cái trung tâm mà có quá nhiều học viên đăng ký thì có thể là mình phải đăng ký trước một tháng hai tháng mọi người ha ở Việt Nam thì ăn không biết nha nhưng mà ở Mỹ thì à, thường thường thì nó là vậy và chi phí cho khóa tu thiền là bao nhiêu mong bạn chia sẻ một câu hỏi rất là hay mà em đã quên trả lời ở cái phần Vipassana Uh, video phần thứ nhất khi mà an trả lời câu hỏi của mọi người thì uh, có hai ý mà an muốn đề cập đó là uh, mình uh, ở trung tâm thiền mình sẽ mình sẽ không có đóng tiền để mà mình đi thiền mình sẽ uh, trả thiền theo theo cái phương thức giống như là mình làm công quả hay là mình cúng dường không biết giải thích vậy có đúng hay không nhưng mà cái tiền đó có nghĩa là trung tâm sẽ không có uh, thu của mình sẽ không có nói ra một cái giá nhất định nào hết mà là mình tùy vào cái tâm của mình và cái lưu ý thứ hai đó là không phải ai cũng được uh, trả tiền chỉ có những ai mà sau khi hoàn thành xong cái khóa tu đó mới được uh, trả tiền theo cái 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 tâm của mình có nghĩa là thí dụ như mọi người tới một cái trung tâm thiền ở bên Mỹ ha và mọi người quyết định là sẽ không có ở lâu mà mình sẽ rời bỏ cái trung tâm đó ở ngày thứ năm mình không ở tới cái ngày thứ 10 nữa mình bỏ về giữa chừng vậy ngày thứ năm thì cho dù là trong cái tâm của mình mình thấy là mình mình muốn đóng góp mình muốn um, tùy vào cái, mình muốn gửi cho cái trung tâm một số tiền thì trung tâm sẽ không nhận nếu như mình bỏ về nửa chừng có nghĩa là mình phải ở cho tới hết cái giai đoạn mà mình cần phải ở thí dụ mình đăng ký vào cái khóa à, một tháng thì mình phải ở hết một tháng mình đăng ký cái khóa 10 ngày thì mình phải ở hết 10 ngày đăng ký khóa 3 ngày thì mình phải ở hết 3 ngày cho tới khi mà mình đã trở thành học viên đã tốt nghiệp cái khóa đó rồi thì mình mới được gửi trung tâm cái à, cái đóng góp của mình về mặt tài chính được đóng góp là một cái sự tự hào là vì chỉ có những người mà tốt nghiệp cái khóa tu thiền mới được đóng góp thôi nếu như những ai mà bỏ về nửa chừng coi như là cái duyên của mình chưa tới có nghĩa là trung tâm sẽ nghĩ là cái duyên của mình chưa tới là cái người đó họ họ chưa có đặt chưa có vượt qua được cái thử thách của uh, cái quá trình thiền khắc nghiệt hoặc là cái thể cái duyên họ chưa tới hay là sau đó thì họ họ chưa à, à, hẹn họ cái lần sau khi mà họ đã trở thành học viên cũ có nghĩa là họ đã tốt nghiệp cái khóa thiền rồi á thì họ mới à, thì trung tâm mới sẽ nhận cái cái tấm lòng của họ à, cũng là một cái hay và về cái mặt giá cả đó em không có em không có thể à, nói ở việt nam nha là tại vì anh chưa có tu thiền ở Việt Nam khóa về nào hết, anh chỉ có thể nói ở bên Mỹ thôi. thì thường thường á học viên họ sẽ đóng góp cỡ chừng 300 đô cho tới 500 đô tùy theo cái khả năng của họ nhưng mà ít nhất á là 300 đô để mà trả tiền tiền điện nè, rồi uh, tiền nước nè, rồi tiền cơ sở vật chất, tiền ăn, uh, rồi tất cả hết rất là nhiều phí mà mình cần phải tính anh nghĩ ba trăm đô là cũng còn hơi ít đó là tại vì à, khi mà mình đi tới một cái khách sạn nào đó đi ha thì một đêm ở một cái khách sạn bình thường thôi không phải là một cái khách sạn mà nó quá sang trọng đâu thì một đêm như vậy đó cũng đã là bảy tám chục đô rồi ở một cái nơi mà nó an toàn bảy tám đô rồi thì nếu như mà mình À, cái đó là chưa tính tiền ăn nha chỉ có cái tiền ngủ ở khách sạn một đêm thôi 7 tám đô còn khi mà mình tới một cái trung tâm này á à, một đêm 30 đô 10 đêm là 300 đô mọi người ha thì một đêm 30 đô mà mà trong đó là đầy đủ hết tất cả những cái phí khác rồi điện nước thậm chí là tiền ăn luôn thì anh nghĩ là nó cũng rất là rẻ rồi à, thì thì tùy theo à, nếu như mà mình hỏi trung tâm á là à Quý cô chú anh chị là bây giờ em có thể đóng góp bao nhiêu Họ có thể nói là tùy vào à, lòng hảo tâm Tùy vào cái lòng của của mọi người thôi à, Khả năng của mọi người ừ, bao nhiêu Thì mọi người đóng góp bao nhiêu Thì thí dụ ai mà à, có thể đóng góp 300 Thì đóng góp 300, đóng góp 500 thì đóng góp 500 à, Nhưng mà trung tâm à, có thể chia sẻ với lại à, Quý học viên đó là thí dụ như một tháng là tiền điện trung tâm trả bao nhiêu nè rồi tiền ăn nè ví dụ đi chợ cũng cũng tốn tiền vậy đúng không à, nấu ăn cho cho hai chục người ba chục người cũng tốn kém vậy tiền chợ đâu có rẻ đâu rồi tiền điện của trung tâm phải trả một tháng bao nhiêu nè rồi tiền à, thí dụ như cái trung tâm đó mà họ họ mượn tiền của nhà băng để mà họ xây cái trung tâm đó lên đi ha thì chắc chắn là một tháng là cái tiền à, mình nói theo tiếng Anh có nghĩa là mortgage á, có nghĩa là tiền tiền trả uh, tiền trả góp, tiền trả góp cho trung tâm nè. Tiền trả góp nhà nói vậy đi ha, cho nhà băng nè, điện, nước, đồ ăn, đủ thứ phí á, trên đời họ có thể chia sẻ cho mình là một tháng là một cái khóa như vậy á là họ phải tốn bao nhiêu. Thì theo em biết á là cỡ chừng 10.000. 10.000 cho một khóa 10 ngày á là cái tiền họ phải chi á. Thì Uh, mỗi người chia ra là thí dụ như uh, cái khóa đó học viên là có chừng uh, 20 người đi hay là 30 người đi thì mỗi người trả uh, 300 là ít nhất cái người trả nhiều nhất thì không biết bao nhiêu nhưng mà có thể dao động từ 300 đến 500. Thì thí dụ như 500 mà nhân cho 30 người thì cũng là 15.000 ha. Hay là ít nhất là từ mình có thể dao động là từ 9.000 cho tới 15.000 là coi như là mình là mình ờ uh, mình trả được cái phần phí mà mà cái trung tâm phải trả để mà nuôi mình trong cái khoảng uh, 10 ngày đó trong một cái khóa học như vậy. Anh tâm sẽ sử dụng cái tiền này để mà trả cho cái cái người học viên ở cái khóa tiếp theo. Anh nghĩ cái cái này rất là hay, có nghĩa là mình mình gieo duyên, mình tạo điều kiện cho cái người học viên tiếp theo để mà họ có mình trả cái tiền điện nước, tiền ăn, tiền ngủ, tiền ở trong cái 10 ngày cho một cái người xa lạ ở cái khóa tiếp theo. Đó là đó chính là mình mình tạo ra cái phước lành. Thứ nhất là mình tạo ra cái phước lành cho mình. Thứ hai là mình gieo duyên, mình mình à, mình giúp đỡ cái người học viên tiếp theo và nếu như họ thành công, có nghĩa là họ tốt nghiệp, họ không có bỏ về nửa chừng á, họ thành công, họ trải qua được 10 ngày. À, thiền định rất là à, không phải khắc nghiệt không phải kham khổ nhưng mà trong cái quá trình thiền định mà họ đã vượt qua được cái thử thách họ vượt qua được chính mình á thì họ sẽ được nếu như họ không bỏ về nửa chừng họ trở thành cái người học viên đã tốt nghiệp á thì họ có thể à, đóng góp cái cái ba cái 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 phần mà 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 họ sẽ đóng góp cho cái trung tâm á họ sẽ tiếp tục họ trả cho cái người tiếp theo nữa có nghĩa là mình mình là cái người a đi ha mình trả cho cái người b nếu như cái người b á mình giao duyên cho họ thành công á thì họ sẽ trả cho cái người c là cái người ở ở một cái khóa tiếp theo nữa và nếu như cái người b mà họ giao duyên thành công cho cái người c nữa đó thì cái người c có cái cơ hội để mà giao duyên thành công thành công cho cái người d thì thì mình là cái người sẽ gieo cái hạt giống đầu tiên thực ra cũng không phải đầu tiên đâu là tại vì là tại vì đã có cái người ở cái khóa trước trả cái tiền ăn ngủ rồi tiền học cho mình ở cái khóa này rồi nhưng mà ý cô An nói là nó sẽ nhân lên nó nó nhân lên nhân hai nhân bốn nhân sáu nhân tám nhân nhân mười có nghĩa là mình tiếp tục giao duyên cho cái thế hệ uh, tiếp theo và cái cái những cái người mà đi tới sau mình những cái người đi sau á thì họ lại có thể gieo duyên lên nữa thì anh nghĩ là cái cái quá trình mà trả tiền dây chuyền như vậy á à, mà trung tâm tạo điều kiện cho mình gieo duyên như vậy đó, rất là hay cảm ơn cái câu hỏi của quý cô chú nha đây là một cái câu hỏi rất là hay và an rất là vui khi mà an được trả lời cái câu hỏi này còn bây giờ thì an xin thị phạm với mọi người cách mình truy cập vào trang web và ở Việt Nam nha mọi người mở cái trình duyệt bất kỳ ở trên điện thoại của mọi người ha rồi sau đó mình sẽ đánh cái địa chỉ này vào chữ dharma này là cái từ đánh vần của từ tiếng Phạn dharma mọi người nhớ viết cái địa chỉ nó chính xác luôn nha có nghĩa là cái phần cái khúc sau á là phải thêm vô chữ ever và y ngắn và chính xác như vậy thì nó mới ra được cái trang tiếng Việt ha Phần này là phần An hướng dẫn trên điện thoại của An. Nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn không có muốn xem phần này thì mình có thể tua cái video nó nhanh hơn một chút xíu ha. Cỡ chừng 8 phút, An sẽ dành cỡ chừng 8 cho tới 9 phút để mà An hướng dẫn cho mọi người. Ai chưa muốn coi phần này bây giờ, mình có thể tua cho cái video nó qua nhanh nha, cỡ chừng 9 phút. Còn ở đây, cho quý cô chú anh chị và các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về thiền Vipassana là gì, thì thật sự cái trang web này á, nó là một cái trang web tiếng Anh nhưng mà nó có cái phần tiếng Việt của mình nữa. Ở đây mọi người có thể bỏ chút xíu thời gian để mình đọc về thiền về Pasana nè. Từ cái vị trí trang chủ này mọi người bấm vào cái nút ở bên trái nè. Ở đây thì có hai chỗ, hai trang mà An muốn giới thiệu với mọi người. Thứ nhất là địa điểm nè, ở trên cái danh sách nè mọi người thấy địa điểm không? Và cái thứ hai là các khóa thiền. Mọi người bấm vào các khóa thiền ha, An sẽ hướng dẫn cho mọi người tìm các vị trí cái khóa thiền ở Việt Nam của mình. Ở đây thì cái ngày tháng như thế nào mình cứ để như thế đó nha Vì họ đã để sẵn cho mình rồi Nhìn xuống dưới một chút Thì bang, tỉnh, quốc gia, vùng Mình sẽ đánh vào chữ Việt Nam nha Sau khi mình gõ vào chữ Việt Nam Thì cái mục này nó sẽ hiển thị cho mình Hết tất cả những cái trung tâm thiền về Pasana ở Việt Nam Rồi, xong rồi Bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút tìm kiếm này ở đây mọi người thấy có nguyên một cái danh sách luôn ha. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhấp chuột vào à, từng cái địa điểm, cái chỗ nào mà nó gần nhà mình nhất thì à, mình có thể nhấp vô ghi danh rồi mình tìm hiểu thêm cái chỗ đó ở đâu như thế nào. Ở đây có một cái lưu ý à, với mọi người nè. Bây giờ em sẽ lấy một cái ví dụ ha. Bây giờ mình nhìn thấy à 17 tháng 11 năm 2024 cho tới 28 tháng 11 năm 2024. Mình lấy cái khóa tu này là một cái ví dụ ha. Tại sao ngày 17 cho tới ngày 28 không phải là 10 ngày, tổng cộng là tới 11 ngày lận đúng không? Là tại vì á, ví dụ như cái khóa mà nó bắt đầu từ ngày 17 á, thì tối ngày 17 là mình tới cái trung tâm thiền, cái hôm đó là mình chưa có thiền đâu mọi người, cái hôm đó giống như là mình tới để mà trung tâm thu xếp cái chỗ ngủ uh, cho mình, rồi sau đó thì tới cái ngày hôm sau á thì mới là cái ngày đầu tiên mà được tính chính xác là cái ngày thiền đầu tiên trong cái khóa tu của mình. An mới nhấp chuột vào cái nút ghi danh đó mọi người bây giờ mình sẽ xem cái trang tiếp theo nó như thế nào ha sau khi mà mọi người nhấp chuột vào cái ghi danh á thì cái trang tiếp theo họ sẽ hỏi mình những cái thông tin chẳng hạn như là à, mình đã từng à, tu một cái khóa thiền nào chưa rồi à, những cái thông tin cá nhân của mình như là tên tuổi giới tính địa chỉ rồi mình ở đâu những cái thông tin cơ bản vô cùng mình bỏ thời gian ra một chút xíu là mình có thể tự làm được hết ở đây nè giới tính nè quốc gia nè mình chọn việt nam ha mọi người ha rồi bây giờ mình kéo xuống ở dưới rồi mình click vào vô đây rồi sau đó thì mình nhấn tiếp tục để mình đi qua cái trang tiếp theo ha rồi ở cái trang tiếp theo á thì họ sẽ nói sơ qua cái luật của chương trình thí dụ như bây giờ mình tham gia thì mình cần biết những cái gì những cái điều khoản nào họ sẽ giải thích hết trong cái quá trình hành thiền về Pasana đó thì cũng có một số thứ mà mình cần phải lưu ý Chẳng hạn như sẽ có những cái mà mình không được làm Chẳng hạn như là không được giết hại, không được nói dối, không được uống rượu, vân vân và vân vân Tất cả những cái thắc mắc gì về cái quá trình hoạt động Hoặc là những cái thông tin về cái khóa thiền 10 ngày là mọi người có thể tìm thấy ở đây hết nha Cho tới thậm chí cái thời khóa biểu luôn ở đây thì em cho mọi người xem nè, có nghĩa là từ 4 giờ sáng là mọi người đã phải thức dậy rồi. Mình thiền từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ tối mình mới được đi ngủ nha, không phải là thiền liên tục, cũng sẽ có những cái lúc mình được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái lịch á, cái thời khóa biểu thì nó là như vậy. cái lý do mà cái thời khóa biểu phải được trình bày ở đây là tại vì trung tâm muốn những học viên phải chuẩn bị cái tâm lý khi mình tới trung tâm để mình thiền á thì mình phải theo một cái thời khóa biểu nhất định. Và mình tới trung tâm với một cái tâm lý là mình muốn học tập và rèn luyện với một cái tính kỷ luật bản thân rất là cao. À ở đây có một cái lưu ý nè. Hồi nãy An nói là mỗi buổi tối đó, cỡ chừng một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ á mọi người. Mọi người sẽ được coi những cái thức phim của thầy Goenka ngày xưa. Thì theo anh thấy cái thời khóa biểu này nó cũng khá giống như là cái thời khóa biểu của trung tâm ở bên Mỹ mà An đã tới ha. Rồi bây giờ cái trang tiếp theo thì mọi người sẽ điền những cái thông tin cá nhân của mình tới đây thì rất đơn giản rồi mọi người cứ từ từ mà đọc à, rồi sau đó mình điền những cái thông tin của mình à, số điện thoại nè địa chỉ tên tuổi ngày sinh giới tính nghề nghiệp à, chẳng hạn vậy rồi à, sau đó mọi người kéo xuống tới à, cái phần ở dưới đây nè sau khi mà mọi người nhấn tiếp theo á thì mình sẽ nhận được một cái thông báo là hồ sơ của mình đã được chấp nhận rồi sau đó đó mọi người sẽ chắc cái email của mình thường thì trung tâm sẽ gửi cho mình một cái email để mà thông báo cho mình những cái thông tin quan trọng về khóa thiền trung tâm sẽ thông báo cho mình là mình có được nhận vào cái khóa đó hay không chính vì cái quá trình này thì nó cũng cần phải có thời gian để hai bên liên lạc qua lại cho nên anh khuyến khích mọi người là đăng ký càng sớm càng tốt ha và bây giờ thì mình sẽ coi tới cái bản đồ ha bây giờ mình bấm vô cái chữ địa điểm ở đây nè ở góc bên trái sau đó đó là mình sẽ À, nhìn lên cái bản đồ thử coi là gần nhà mình có cái trung tâm nào hay không ha thì cái bản đồ này nó là cái bản đồ thế giới và những cái cái ghim màu xanh và màu vàng á là những cái trung tâm đó mọi người ở đây mọi người có thấy là ấn độ đó là chằng dịch luôn đúng không thì cái này cũng có lý thôi vipassana phổ biến và phát triển rất là mạnh ở ấn độ cộng với ngày xưa thầy goenka cũng ở ấn độ nha mọi người bây giờ an sẽ kéo qua đây để an coi cái bản đồ của hoa kỳ nè ngày xưa đó thì an cái trung tâm của an á nằm ở phía bắc của hoa kỳ là vì tiểu bang của an là tiểu bang minnesota cũng nằm ở phía bắc còn bây giờ thì an sẽ kéo về ở cái lãnh thổ việt nam của mình ha à trước khi mình đi thì mình nhìn châu âu một chút xíu rồi bây giờ thì mình kéo qua bên lãnh thổ việt nam nè mọi người cũng có thể coi ở trên cái danh sách hay là mọi người coi trên bản đồ cũng được À, tùy vào mọi người thôi ở miền Nam của mình là ở thành phố Hồ Chí Minh á nếu mà mọi người à, kéo cho nó sát vào đó thì mọi người có thể bấm vào cái thanh ghi màu vàng này nè thì Vipassana Việt Nam cái trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh á là ở thủ đức nha mọi người trang website này rất là có ích mọi người nếu như mà có chút xíu thời gian thì mình có thể là mình ngồi mình đọc hết tất cả những cái thông tin ở trang website này ở đây thì cái thông tin ở trên website này không thiếu đâu mọi người rồi xong rồi đó là phần hướng dẫn đăng ký của an hy vọng là mọi người thích nha nếu mọi người có câu hỏi gì thì để cho phần bình luận hen bây giờ thì mình sẽ vào cái câu hỏi tiếp theo nha cũng là cái câu hỏi cuối cùng Thanks An, chia sẻ về thiền về Pasana rất hay. Em có thông tin gì về thiền Ở 50 tiểu bang Ở USA không Chị đang ở Florida Dạ à, em chào chị Em ở uh, tiểu bang Minnesota Thì bây giờ à, thay vì giải thích Thì em sẽ thị phạm cho à, cho chị Và quý cô chú anh chị ở đây Là mình sẽ cho những Quý cô chú anh chị nào mà hiện tại Đang ở Mỹ á Thì mình có thể tìm thấy cái thông tin Của những cái trung tâm thiền Vipassana Ở Mỹ như thế nào nha Thôi, Bây giờ thì An hẹn gặp mọi người trên cái màn hình. An sẽ quay cái màn hình điện thoại của mình nha. Rồi bây giờ ở trên cái phone của mình, cái web browser nào cũng được, Safari hay là Google cũng được. Mình mở cái web browser ra rồi mình đánh cái địa chỉ này vô ha. Lúc nãy nếu như mà có ai coi cái phần hướng dẫn tiếng Việt á, thì mọi người sẽ thấy là cái trang web nó cũng chỉ là một trang web thôi. Cũng là à, dama.org. Thì trang web này là trang web chính thống của Vipassana Meditation nha mọi người cái trình bày ở trên cái trang website này thì nó cũng giống như là cái phiên bản tiếng Việt vậy Mọi người ở đây nếu như mà mình kéo xuống ha Mình có thể đọc hết tất cả những cái thông tin về thiền về Vipassana bằng tiếng Anh Rồi cái ở bên góc với bên, bên trái đó Nếu như mà mọi người muốn coi cái bản đồ hay là coi cái list những cái khóa thiền á Mọi người có thể click vào trong đây Và bây giờ đó là mình sẽ bấm vào locations ha Rồi sau khi mà mình bấm vào locations á thì mình sẽ bấm vô maps thì khi mình bấm vô maps thì cái bản đồ nó cũng hiện ra thôi y chang như cái bản đồ hồi nãy vậy rồi và dĩ nhiên là mình sẽ zoom vào uh, cái bản đồ của hoa kỳ ha thì tùy thuộc vào mình ở đâu thôi gần nhà mình có trung tâm nào thì mình sẽ tìm hiểu về cái trung tâm đó có một cái đang lưu ý cho quý cô chú anh chị và các bạn là không nhất thiết mình phải tới cái trung tâm mà gần nhà mình nhất uh, mình có thể tới trung tâm đó thôi là vì nó thuận tiện đi lại cho mình. Nhưng mà mình vẫn có thể đăng ký những cái nơi khác thì mình chỉ có việc là mình sắp xếp thời gian rồi phương tiện đi lại thôi, rất là đơn giản nha mọi người. Ở đây thì em có check Florida nè. Cái trung tâm mà gần nhất gần Florida nhất á thì ở Georgia. Một cái á thì ở Atlanta còn cái kia đó thì nó gần Savannah ha mọi người ha. Trang web cung cấp thông tin rất là đầy đủ. Mọi người nhính chút thời gian để mà mình mình click vòng vòng rồi mình đọc hết những cái thông tin này. Em nghĩ là những cái câu hỏi mà mọi người có đó thì chắc chắn là những cái câu trả lời nó nằm ở đâu đó trên trang web này thôi. Và nếu như mọi người không tìm thấy câu trả lời á thì tới cái lúc đăng ký á thì tới cái trang thứ hai và thứ ba trong cái application của mình á thì họ cũng sẽ trình bày hết tất cả những cái luật của chương trình, những cái gì mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là để mình chuẩn bị tâm lý, Và thứ hai là để mình xem xét lại coi là cái chương trình này nó có phù hợp cho mình hay không Và khi mà tất cả những cái thông tin đã được trình bày như vậy rồi thì mình có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất cho mình 10 ngày đúng là không có dài nhưng mà cũng không có ngắn đâu, nếu quý cô chú anh chị mà đi làm thì mình phải xin nghĩ vacation rồi đủ thứ, à, với lại 10 ngày xa gia đình mà không có được liên lạc với gia đình nữa, sẽ không có được gọi điện thoại về cho gia đình đâu. Ai mà tới trung tâm á đều phải nộp phone cho trung tâm hết, sau đó thì họ sẽ bỏ tất cả những cái phone của mình vào trong một cái hộp rồi họ khóa lại cho tới khi mà mình tốt nghiệp thì họ sẽ trả lại cái phone cho mình ha. Chính vì vậy thì mình càng biết nhiều thông tin về chương trình càng tốt để mà mình có thể đưa ra cái quyết định cho mình ha vacation rồi thu xếp chuyện gia đình và còn nếu như mà quý cô chú anh chị nào mà apply cho những cái uh, trung tâm mà nó xa mình quá thì thì mình phải lo thêm thu xếp về mặt di chuyển nữa. Hồi nãy là mình coi bản đồ ha, còn bây giờ thì mình sẽ coi cái list và uh, An sẽ thị phạm cho mọi người xem là mình cái cách mà mình coi coi cái chỗ nào mà họ nhận thêm người hay là chỗ nào mà họ đã có đủ người rồi họ không nhận nữa nha. Sau khi mình đánh vào United States thì bây giờ mình sẽ click cái nút search này nha. Rồi sau đó thì mình kéo xuống. Mình xem thử coi coi khóa nào đã hết người hay khóa nào có thể nhận thêm người nè. Quý cô chú anh chị ở đây mình thấy những cái gạch màu đỏ đỏ và vàng vàng xanh xanh ha. Thì vàng á, một á, là mình có uh, waitlist có nghĩa là mình phải đợi. Rồi cái nào mà nói close có nghĩa là không có nhận người nữa. Còn cái nào mà, mà màu xanh á là open á, thì mình có thể đăng ký chính vì vậy thì mình đăng ký càng sớm càng tốt là tại vì nếu như mà mình vào waitlist thì cũng chưa chắc là mình được nhận và nếu như nó không có chắc chắn á, thì mình cũng khó mà mình thu xếp cái việc di chuyển của mình cùng với cái sắp xếp thời gian của mình nữa nên nào, quý cô chú anh chị và các bạn lưu ý nha mình đăng ký càng sớm càng tốt rồi bây giờ thì an sẽ click vô một cái khóa bất kỳ ha mình click apply để mà mình tới cái trang sau à trước khi mình rời khỏi trang này á mọi người nhìn vào cái khóa tu này nè mọi người thấy ba cái gạch màu xanh lá cây không kế đó là chữ servers open thì servers là những người học viên cũ họ quay lại họ làm volunteer để mà họ phục vụ cho những học viên khóa sau chỉ có những bạn học viên cũ mới được volunteer thôi và trung tâm cũng khuyến khích bạn học viên cũ quay lại để volunteer. Vì thứ nhất á là khi một học viên đã tốt nghiệp một cái khóa tu thì họ cũng hiểu được cái quá trình nó như thế nào để mà chăm sóc các bạn học viên ở cái khóa sau được tốt hơn. Vì mình hiểu được những cái khó khăn, những cái khúc mắc mà một bạn học viên mới sẽ phải trải qua đang có cơ hội quay lại để volunteer 3 ngày cho một khóa nếu quý cô chú anh chị và các bạn à, có muốn biết thêm thông tin là những người volunteer thì thường họ phải làm những gì cái công việc rồi cái thời khóa biểu nó như thế nào thì mọi người có thể để cái câu hỏi của mình ở dưới phần bình luận ha rồi còn bây giờ thì mình sẽ chọn một cái khóa bất kỳ để mà mình click uh, apply để vì an muốn cho mọi người xem là cái trang tiếp theo nó như thế nào sau khi mà mình click apply á thì nó sẽ mở ra một cái trang khác và ở cái trang tiếp theo á thì họ sẽ hỏi về những cái thông tin căn bản của mình thôi chẳng hạn như là tên, tuổi, địa chỉ rồi những cái câu hỏi chẳng hạn như là mình đã thiền lần nào chưa, rồi giới tính của mình là như thế nào. Rồi sau khi mà mình điền hết tất cả những cái thông tin ở cái trang đầu tiên á thì cái trang thứ hai á nó cũng giống như là cái phần tiếng Việt thôi họ sẽ giải thích là những cái gì mà mình cần phải lưu ý để mà mình có thể chuẩn bị tâm lý với cái thứ hai nữa đó sau khi đọc hết những cái thông tin này thì mình có thể quyết định là mình có nên đi hay không cái chương trình này nó có phù hợp với mình hay không hay là mình có thể à, để dành à, cái cơ hội này cho tương lai hay không hay là mình đi bây giờ chẳng hạn vậy thì à, mọi người có thể bỏ chút xíu thời gian À, mình không cần apply bây giờ đâu nhưng mà mọi người muốn đọc thêm những cái thông tin ở trên này á thì mình có thể click uh, apply để mà mình có thể đọc những cái thông tin này rồi sau khi mình có đủ thông tin rồi thì mình đưa ra quyết định mọi người ha rồi phần hướng dẫn của an tới đây là hết rồi mọi người nếu mà có câu hỏi gì thì để dưới phần bình luận cho an nha an cảm ơn mọi người đã xem cái video trả lời những câu hỏi thiền về pasana với cương vị là một học viên đã thiền hai khóa mỗi khóa 10 ngày à, à, ở trung tâm thiền Vipassana ở Wisconsin ở Mỹ. An cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn có cái câu hỏi gì cho An, xin để ở dưới cái phần bình luận. An hy vọng là có nhiều câu hỏi hay nữa để mà An có thể tiếp tục làm cái video thứ ba cho mọi người nha. Còn bây giờ thì An xin tạm biệt mọi người và An xin hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo. Tạm biệt. Trước khi chấm dứt cái video này, em muốn chia sẻ với mọi người là mình có cái app để mình học thiền về Pasana luôn nha. Mọi người chỉ việc vào cái trang website này, nhớ là ghi đúng địa chỉ ha. Rồi sau đó mình kéo xuống tới cuối trang luôn, thì mình sẽ thấy là có hai cái nút ở đây. Tùy vào cái phone của mọi người ha, Apple thì mình xài App Store, còn nếu mà Android thì mình xài Google Play. Rồi sau đó thì mình chỉ việc download cái app này về thôi. Ở đây An thấy có rất là nhiều cái video, mà không phải audio mà thâu lại mà mọi người có thể nghe nè Hoặc là nó có cái option mọi người có thể bấm giờ ngồi thiền để mà cái app này nó canh giờ cho mình luôn Có một cái rất là đặc biệt ở đây nè, An thấy An vui quá trời luôn Trên cái app này có luôn những cái video pháp thoại của thầy Goenka Những cái video này chính là những cái video mà khi mọi người tới trung tâm thiền á Thì buổi tối á, trung tâm sẽ phát lên cho mọi người xem ở trên TV tương ứng với cái ngày thiền của mình, thí dụ ngày thứ nhất thì mình coi cái video thứ nhất, ngày thứ hai mình coi video thứ hai. Mọi người download cái app này xuống để mà mình xem những cái video đó nha. Quý cô chú anh chị và các bạn nào đã bỏ thời gian coi hết cái video này cho An gửi lời cảm ơn tới mọi người nha. An mến chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha.